lớn em. Mình đang hiện tại là ở dưới quê mình ở Tân Châu, An Giang. Thì cách đây khoảng 2 hôm mình có làm một cái chuyến vào buổi khuya, là mình chạy từ Sài Gòn về An Giang trong vòng 3 tiếng rưỡi đồng hồ, mình chạy tốc độ cao khoảng 200 km, 200 km từ Sài Gòn về An Giang. Thì mình dùng con này mình chạy. Buổi tối đó thì mình có mở cái camera hành trình lên, nhưng mà xui sao ấy, camera hành trình nó hết pin nên mình không có quay được những cái đoạn mà hay ho trong cái buổi tối hôm đó. Mà nói hay ho thì cũng chả có gì hay ho, chỉ là mình chạy ở nơi có đường quê á. Đường về quê mình nó cũng gọi là đường quê đồng ruộng, nhưng mà không có xe cộ, không có gì hết, đường thoáng với lại rất là tối tại vì không có móc đèn nào hết. Nên mình có cơ hội để mình test luôn cả cái đèn là bóng mic này, nói chung rất là sáng anh em à. Xe mình rất là nhiều đèn nha, đèn gầm R1 này, trợ sáng L4X này, đèn zin của xe này, đèn LED Audi hai bên này, rồi thêm một cái đèn nữa là đèn dương tiễn đó anh em. Cái cục đèn cầu mắt dương tiễn mình gắn ở hốc gió. Thì ok, thì bây giờ là tầm khoảng độ là 7 giờ sáng thì mình vừa thức sớm để mà mình chuẩn bị đi ra chợ để mình ăn uống gì đó, bắt đầu một ngày mới tại quê của mình. Ok, anh em đón chờ xem mình sẽ giới thiệu anh em về vấn đề gì nha. Ok anh em, xe mình thì đến thời gian bây giờ là nó rơi vào khoảng là 6.000 nhấp hơn một tí rồi. Thì cũng đã đến cái chu trình mình thay nhớt em nó rồi. Trước đây á, thì mình chạy trong nội thành, trong thành phố thì mình dùng nhớt là Repsol Racing. Mình đã có hẳn hai cái bài video về nó rồi, nên không có cần phải nói nhiều về cái loại nhớt đó. Đen. Đen. Vô. Nên sắp tới mình sẽ dùng một loại nhớt khác, nó phục vụ cho cái việc đi tour tốt hơn và cái cách vận động động cơ của nó tốt hơn. Ok, thôi bây giờ mình đi đây anh em ơi. Sau chuyến hành trình đi về quê của mình 200 cây thì mình quyết định là
thay nhớt, tại vì nó cũng đến ngưỡng là 6.000 km rồi, cũng đã đến lúc mình phải thay nhớt rồi. Thì về quê thì mình nghĩ là mình sẽ không tìm được chỗ nào thay nhớt ưng ý, thì mình vừa cũng tìm được luôn là Motul 300V 10W40. Thì cái này thì anh em sử dụng rất là nhiều rồi, mình không cần phải nói nữa. Cái giá mà mình mua ở dưới quê là 410.000. Thì mình sẽ lên luôn, mình sẽ lên cái nhớt này để sẵn mình sẽ đi tour. Tại vì Motul 300V chỉ hợp khi chúng ta đi tour thôi nha. Còn nếu mà anh em mà sử dụng chạy trong thành phố hay là đô thị hay gì đó thì vẫn chọn Repsol Racing như là những cái bài viết trước mà mình có nói. Thì ở dưới quê mình có một cái zone chuyên về sửa chữa tân trang xe cộ này. Đấy, các bạn thấy con gì không? Nó là con CBR1000. Đây là bộ giáp Kumine. Đây là cái zone này nằm tại đường Tôn Đức Thắng, thị xã Tân Châu. Xe của mình đang rửa, đang chờ rửa. Con này là con CBR150. Vết cái con mắt dương tiễn nó lại. Tại vì con mắt dương tiễn nó sợ nó vào nước á. Tổng quan cái zone này, rất là rộng rãi luôn anh em. Tên là SBK Detailing. Thì ở thị xã mình, anh này là anh là người mang đam mê đến và anh làm một cái zone này để cho anh em với thị xã chơi và có thể phục vụ cho anh em trong cái quá trình tân trang, bảo trì, bảo dưỡng xe cộ của mình. Đây là một địa điểm khá là đáng đến ở thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Anh này từng là admin một thời lỗi lạc đổ xe về Novo, có mấy cái bản như là Lady, mấy bản của Novo 4 hồi xưa, Novo 5. Tí nữa mình sẽ quay cho anh em xem về thành quả của nó nha, và mình sẽ nêu cảm nhận. CBR đời cũ nè. Xe nhìn khá là cứng anh em ạ. Còn có lớn à, cho dù đời cũ đời mới này như thế nào thì nhìn cũng rất là say. Cụm côn SV này bóp cũng khá là nhẹ đó nè, bóp nhẹ đó. Bên đây là CGR. Wow, cây bô kìa. Đẹp nhá không? Kia đó 3M nhưng mà loại mỏng á. Mua đó dán kiển nhưng mà thấy kỳ quá thôi, gỡ ra luôn. Ok anh em, do là xe mình không có gắn ben nâng á, nên thành ra là mấy anh em không thể nào mà nâng ben xe mình lên được. Đó là sự bất tiện trong cái việc rửa xe những cái con mô tô như thế này. Nên ba anh em thay nhau mà nâng bánh lên để mà vệ sinh. Các anh vệ sinh rất là sạch sẽ nha, cọ, cà và xử lý rất là sạch những cái vết bẩn tại lớp xe trước, lớp xe sau, dàn đĩa, dàn ốc hay là cái bảo vệ thi phuộc luôn. Riêng cây phuộc thì anh ấy xử lý rất là kỹ, tại vì biết đó là phuộc dầu nên anh ấy xử lý rất là kỹ, oxy down. Rồi sau đó mấy anh em cùng lại với nhau xử lý con xe của mình một cách rất là triệt để. Riêng cái con dương tiễn này á, được bọc lại cẩn thận để tránh cho tình trạng bị vô nước nè. Rồi bọc lại cái cổ bô này, nói chung là mọi thứ đều hoàn hảo. Ok, và giai đoạn này là giai đoạn thay nhớt nha. Anh Sơn đang lụi cụi để mà tháo lớp nhớt ra, bỏ đi những cái loại nhớt cũ
nhớt đã sử dụng qua rồi, để sau đó thay mô tuôn 300V cho mình. Thì nhớt cũ của mình là Repsol Racing đó, đã chạy trong vòng là 1.500 km. Mà anh em thấy đi, nước nhớt thật sự là nó không đến nỗi quá dơ, nó vẫn còn độ trong của nó nha. Nhưng mà thôi, đã thay là thay, chứ mình cũng không có tiếc nuối làm gì. Nhưng thật sự nếu anh em sử dụng á, có thể sử dụng chạy được tầm khoảng độ 2.000 thay cũng được. Đấy, cái này là anh Sơn đang tháo cái nắp chai của Motul 300V cho mình. Thì mình cũng đã nói rồi, chai Motul 300V này thì mình mua với giá là 410.000, mua tại thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Mình cũng không nghĩ là ở dưới thị xã mình lại có loại như thế này. Thì loại này thật sự là anh em dùng có thể lên tới là 2.500-3.000 km. Màu nhớt rất là thích luôn. Nói chung là mình cảm thấy rất là thích thú khi mà xem cái giai đoạn mà châm nhớt vào anh em. Cái nước nhớt nó trong vắt à, mà nó màu xanh như thế này nè, châm như thế này nhìn cảm thấy rất là kích thích luôn. Đó, đây là mình sẽ quay cận cho anh em xem về cái giai đoạn mà châm nhớt Motul 300V. Mình thì mình châm đủ đầy 1 lít luôn nha. Mặc dù thì thông số đó là 800ml, nhưng mà mình sẽ châm đầy 1 lít luôn, thà dư đỡ hơn thiếu anh em à. Tại vì nhiều khi nó sẽ có những cái việc thất thoát về nhớt này, thì chạy lâu ngày nó cũng sẽ bị hao hụt về nhớt ha. Sau khi chúng ta thay nhớt rồi, chúng ta nên đề máy, đề gan ti trong vòng 1-2 phút gì đó để cho nóng nhớt. Ok, những anh em gần xa ở thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang có thể đến SBK Detailing với địa chỉ là 299 Tôn Đức Thắng nha, để chúng ta chăm sóc bảo dưỡng con xe của chúng ta, rửa vệ sinh chi tiết sạch sẽ trong và ngoài, giá rất là hữu nghị luôn đấy anh em ạ. Cuối cùng mình cũng đã tìm được nhớt thay, đó là Motul 300V. Bị nhớt này là bị nhớt thần thánh mà anh em chơi rồi 15-13 là những cái giờ thần thánh đó sử dụng. Nên mình bên mình trải nghiệm thử bên như thế nào. Motul thay xong thì cảm giác của mình chạy những cây km đầu tiên thì xe cũng có một cái cũng một tiếng máy khá là êm, còn về đánh giá độ bốc thì mình lại không đánh giá cao. Nếu mà mình sử dụng so với Repsol Racing thì chắc có lẽ là nếu mà dùng Repsol Racing để mà chạy về bốc, về mát, về nhẹ nhàng á, thì Repsol Racing nó sẽ tốt cho xe trong khoảng những cái đoạn km đầu. Còn nếu mà đi tour chạy những cái khoảng mà dài xa xa thì Repsol Racing nó sẽ hơi đuối, tại vì nó sẽ làm cho máy khá là ồn. Còn riêng Motul 300V tuy là nó sẽ không bốc và không mát bằng Repsol Racing, nhưng mà anh em đi xa đi tour bạo lực á thì Repsol Racing nó sẽ phục vụ tốt ha. Tôi Motul 300V nó sẽ phục vụ tốt cho anh em. Máy khá là êm. Đó, đó là hai cái style mà anh em sử dụng về nhớt nha. Mình thì mình đã dùng được hai loại rồi, Repsol Racing với lại Motul 300V hết rồi. Thì để đánh giá sâu xa và chính xác hơn về cái loại nhớt Motul 300V này thì mình sẽ hẹn anh em ở một clip sau. Mình sẽ đi trải nghiệm với nó một khoảng thời gian hơn, rồi mình sẽ có một cái đánh giá chính xác hơn. Còn bây giờ là những cái đánh giá khách quan của mình thôi, nó có thể là nó không chính xác. Với lại một phần nữa là Motul 300V anh em đi thì anh em sẽ là tầm khoảng độ 3.000 anh em mới thay một lần nha. Còn em là kỹ là 2.500. Còn nếu mà nó xin thì 1.500 thay được.